chia sẻ các bạn nha. Nói cái gì đó, Phát Trinh đang nói tiếng Thái các bạn ạ. Và hôm nay ấy, gia đình nhà mình thì sau khi đã hết cái chuyến thăm miền Nam nước Pháp, Pháp xong rồi ấy, thì bây giờ mình đã quay trở lại Thụy Sĩ và đi tham quan Vinwood của miền Trung của nước Pháp cả nhà nhá. Các bạn nha, bây giờ mình đã đến Vinwood Center rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình đăng tiền vào thị trấn Vinwood cả nhà nhá. Đó, cờ biểu tượng của Vinwood đấy cả nhà. Hello cả nhà. Sau 2 tiếng lái xe thì bây giờ gia đình mình đã có mặt tại thị trấn Vinwood cả nhà nhá. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng trải nghiệm cái cuộc hành trình đi tham quan Vinwood của gia đình mình lần thứ 2 các bạn nhá. Nào, xin mời các bạn nào. Các bạn ơi, đây là trung tâm của Vinwood luôn cả nhà nhá. Các bạn muốn vào trong thị trấn, đây là đường ray tàu các bạn nhá. Đây người sắp Vinwood đây cả nhà nhá. Ai mà đến thị trấn Vinwood là đều có thể nhìn thấy cái và con Vinwood. Xin chào cả nhà, bây giờ mình đang đứng đây, đằng sau của mình là nhà thờ nhưng mà chắc là mở lắm các bạn ạ. Thì mình sẽ quay lại cho các bạn cùng xem nha. Đây các bạn ơi, đi là thâm mệt lắm rồi các bạn ạ. Mệt cực kỳ luôn, là mệt đấy. Wow, cả nhà ơi, hiện tại thì nhà mình rất là mệt luôn á. Đây là buổi trưa. À không phải, đã chuyển sang 2 giờ chiều rồi các bạn ạ. Gần 3 giờ chiều rồi và mình hiện tại là rất là mệt, cực kỳ mệt. Vừa đi chơi vừa đi mua sắm vừa shopping, mình mua được rất là nhiều đồ. Và đằng sau mình đây đó, mình đang ngồi ở cái nơi trình điện nhất cả nhà nha.
tuyệt vời không? Đây là cái ô nằm bận đấy đây. Bây giờ sau một vòng đi dạo rất là mệt rồi các bạn ạ. Bây giờ thì hai vợ chồng và các con đã dừng chân tại một cái quán để uống bia và ăn trưa. Những cái cốc bia là rất là ngon các bạn. Trời ơi, ngon lắm các bạn ơi. Và sau khi ăn uống xong thì mình đang đi dạo tiếp các bạn nhé, để cho các bạn xem toàn cảnh của Minwood cả nhà nhé. Đây là những cái khách sạn các bạn ạ, vừa là khách sạn vừa là nhà ở và bên dưới thì là nơi shopping. Dành cho những cái tín đồ shopping. Còn đây là nhà thờ lớn, rất là lớn của Minwood, rất là đẹp. Ở bên trong thì cũng được gọi là cây bảo tàng luôn các bạn, vừa là viện bảo tàng luôn các bạn ạ. Còn đây là cái nơi như kiểu cây người ta gọi là tượng đài các bạn ạ, là tượng đài. Và xung quanh là, còn đây là viện bảo tàng nghệ thuật cả nhà nhé. Đó, gọi là viện bảo tàng nghệ thuật. Thì bên trong như nào thì mình sẽ có một tập tiếp theo cho các bạn, hoặc là mình sẽ công bố những cái bức ảnh ở bên trong, là vì ấy, không phải ở Pháp và ở châu Âu thì không phải nơi nào mình cũng có thể vào bên trong và chụp ảnh và quay camera được, vì có những cái nơi mà mình bị hạn chế quay camera các bạn ạ. Đó, cho nên là mình chỉ có làm cho bên ngoài thôi các bạn nhé. Còn trong bên trong thì rất là đẹp các bạn ạ, nơi lưu trữ những cây đồ cổ, các vật cổ ấy. Còn xung quanh là khách sạn này, vừa là khách sạn và bên dưới thì người ta để shopping. Chồng mình anh đang ở rất là mệt. Mệt với hai ba mẹ con ăn này, cứ đi tham quan như này. Đi theo ba mẹ con là liệt luôn cả nhà. Nó đi chụp ảnh nha cả nhà ơi. Cả nhà ơi, bây giờ á mình đã chốt hạ rồi, mình sẽ xin dừng video tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi những cái video của gia đình mình. Mình hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy vui và thú vị, thì hãy cho mình một sub nhé và một like, rồi để cho mình một comment, để thì hãy như là cho mình một sub để cho mình có động lực ra nhiều cái video hay hơn và hấp dẫn hơn và đi nhiều hơn, khám phá nhiều nơi để và trải nghiệm, rồi làm video lại cho các bạn xem nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video